Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong Xem Gì Hôm Nay. Các bạn thân mến, ở trên thế giới này có vô vàn những món ăn cực kỳ độc lạ mà chúng ta chưa thể biết hết được. Và trong video ngày hôm nay thì Miss Xem Gì sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn mà nếu như người bình thường chúng ta thì sẽ vứt ngay đi lập tức. Tuy nhiên, nó lại là một món ăn rất là đắt đỏ và được giới nhà giàu cực kỳ yêu thích đấy. Vậy thì các bạn có tò mò không nào? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé! Thịt bò mốc. Đầu tiên là món thịt bò mốc. Bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện ăn một miếng thịt bị mốc xanh mốc đỏ hay không? Chắc chắn là không rồi đúng không nào? Tuy nhiên, ở Mỹ có một món thịt bò để lâu đến nỗi mốc meo bám đầy mặt, thế nhưng chúng lại rất được ưa chuộng. Đây là món thịt bò độc đáo, không phải do nguồn gốc của loài bò hay hương vị ngon, mềm như bơ giống bò Kobe, mà món thịt bò nổi tiếng do bị mốc. Đó chính là thịt bò dry age. Do không có tên gọi tương đương trong tiếng Việt nên chúng ta sẽ tạm gọi là bò lên tuổi. Cách đơn giản nhất để mô tả món thịt bò này là người ta sẽ để phần thịt khô lại tự nhiên trong thời gian dài, lâu đến mức một lớp mốc bắt đầu xuất hiện trên miếng thịt. Sau đó, người đầu bếp sẽ dùng dao cắt bỏ lớp mốc ở bên ngoài để lộ ra hương vị được các thực khách khen tấm tắc là tuyệt hảo bên trong. Nhiều thực khách nước ngoài còn sẵn sàng trả giá cao hơn cho những miếng thịt bò mốc này. Nếu bạn không biết thịt bò mốc sẽ được chế biến như thế nào thì câu trả lời là nó chẳng khác gì thịt bò bình thường cả. Từ nướng, chiên cho đến áp chảo đều có thể nấu với nguyên liệu là thịt bò mốc. Điều thú vị là những món ăn này sau khi chế biến có ngoại hình trông không khác bò bình thường lắm, nhưng mà hương vị, theo như lời những người đã từng trải nghiệm thì là cực kỳ ngon. Còn giá thành thì khá là chát các bạn ạ, chúng ta sẽ phải bỏ ra khoảng 1,5 triệu đồng cho mỗi cân thịt bò mốc này. Ngô mốc. Nếu như ở Việt Nam chúng ta, những bắp ngô mốc sẽ không được chế biến thành bất cứ món gì thì ở Mexico, người dân lại cực kỳ mê món bắp ngô mọc nấm. Ở đất nước này, người dân hễ thấy bắp ngô nhà mình mà mọc nấm lởm chởm đen xì xì như thế này thì lại hò reo mừng rỡ như là bắt được vàng, thậm chí còn mở tiệc linh đình. Các bạn có thắc mắc tại sao không? Những bắp ngô mọc nấm được dân địa phương gọi là Huit Lacoche. Nấm ký sinh Uslitago maidis xâm nhập và phát triển bên trong khiến cho các hạt ngô biến mất, thay vào đó là những cục bướu màu đen, xám, lồi lõm trông khá là kinh dị. Bình thường nếu mà nhìn thấy bắp ngô mốc thì ai mà chẳng muốn vứt ngay vào thùng rác. Thế nhưng với người dân Mexico thì họ đã kiên nhẫn nghiên cứu và khám phá ra rằng loại nấm mốc Huit Lacoche lại có vị cực kỳ ngon miệng. Huit Lacoche có mùi ngai ngái của đất, xen lẫn mùi ngô. Các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng Huit Lacoche thậm chí còn có giá trị dinh dưỡng cao hơn cả bắp ngô. Vì vậy, những quả ngô nhiễm nấm trông xấu thấp tệ lại được bán với mức giá cao hơn khá nhiều. Đây được xem là một loại ngô đắt nhất trên thế giới, với hơn 1 triệu một cân ngô. Đó là lý do mà người ta nói chỉ những người thuộc giới siêu giàu mới bỏ tiền để ăn thứ vừa mốc lại vừa đắt như thế này thôi. Phô mai giòi. Không chỉ có ngô và thịt mốc, phô mai mà chúng ta ăn thường ngày cũng có một biến thể khác. Chỉ có điều cái biến thể này kinh dị hơn chúng ta nghĩ rất rất nhiều. Món phô mai giòi chứ danh Casumatsu được xếp hạng nguy hiểm và kinh dị nhất trên thế giới. Khi chứa tới hàng nghìn con giòi sống nở từ trứng ruồi, nhưng lại là đặc sản của đảo Sardinia, Italy. Điểm nổi bật của phô mai giòi là nếu nhìn gần và mắt bạn đủ độ nhạy bén, bạn sẽ thấy những con giòi lúc nhúc ở trong đó. Mình tin chắc là không chỉ mình mà hình ảnh ấy sẽ khiến ai cũng phải sởn gai ốc khi mà nhìn vào. Chưa hết, để ăn được món phô mai giòi, chúng ta cũng cần chuẩn bị một tâm hồn thật là mạnh mẽ. Khi thưởng thức bánh mì kèm loại phô mai truyền thống này, những con giòi sẽ cố gắng nhảy vào mắt bạn với độ chính xác khá là cao và khả năng búng xa lên tới 15 cm. Thế nên người ta khuyến cáo rằng khi ăn, hãy cố gắng che phần bánh mì gần miệng, hoặc tốt hơn hết là che luôn cả mặt hoặc là đeo kính bảo hộ. Đậu phụ lông. Đậu phụ thối thì chắc chắn là mọi người đều đã nghe qua ít nhất một lần rồi. Thế còn đậu phụ lông thì sao? Ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, nổi tiếng với nền ẩm thực đa dạng, có nhiều món ăn độc lạ, trong đó không thể không nhắc đến đặc sản đậu phụ mọc lông. Đây là món ăn khoái khẩu của nhiều người dân địa phương, nhưng nó lại khiến cho khách nước ngoài có chút sợ hãi vì trông như là đã bị hỏng hay là mốc. Bề ngoài của miếng đậu được bao phủ bởi một lớp lông tơ dày, dai, trắng, mềm mịn giống như là nấm mốc xuất hiện ở các món ăn bị ôi thiêu và hư hỏng. Không chỉ thiếu thẩm mỹ, món đậu lông còn có mùi khó ngửi khiến nhiều du khách e dè và không dám thưởng thức. Sở dĩ món ăn này có vẻ ngoài như vậy là do trong quá trình lên men đậu phụ, protein thực vật được chuyển hóa thành axit amin tạo thành những lớp lông tơ trắng mịn như là nấm mốc. Điều ấn tượng là món ăn tuy được lên men nhưng không có mùi đặc trưng như là đậu phụ thối. Bù lại, hương vị tươi mới, thơm dễ chịu nên chỉ cần vượt qua trở ngại về hình thức bên ngoài, bạn có thể ăn món này ngon lành. Và đối với những người sành ăn thì đậu phụ lông lại là một trong những món đậu phụ ngon nhất mà họ từng được thưởng thức. Các bạn nghĩ sao về món ăn này?
liệu bạn có muốn thử một lần đến Trung Quốc không? Đậu cá thối. Hết đậu phụ thối, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một món ăn còn kinh dị hơn. Tuy nhiên, món ăn này vừa mắc mà lại vừa hiếm các bạn ạ. Đậu cá lên men của Alaska, Mỹ là một trong những món ăn được đánh giá là đáng sợ và khó nuốt nhất trên thế giới. Món ăn nổi tiếng ở đây là tepa hay là đầu cá thối với hương vị đặc trưng. Món ăn này thường được làm từ đầu cá hồi vua. Theo phương pháp truyền thống, đầu cá được quấn vào cỏ dài, mọc dọc sông suối hoặc cho vào thùng gỗ và chôn xuống hố để khoảng 4 đến 6 tuần. Sau đó chúng được đào lên để thưởng thức. Thường thì lúc ấy xương cá đã mềm ra và bạn có thể dầm đầu cá thành một hỗn hợp. Sau này, túi bóng được sử dụng để đẩy nhanh quá trình lên men nhưng lại tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Với thời gian làm đầu cá thối rất lâu nên giá thành của chúng không hề rẻ một chút nào. Bạn có thể sẽ phải bỏ ra cả triệu bạc để nhai những chiếc đầu cá đã mục nát. Thịt lợn hun khói. Chúng ta không lạ gì vì món thịt lợn hun khói trong siêu thị. Thế nhưng ở nước hàng xóm có một món thịt lợn hun khói vô cùng đặc biệt và cũng rất đắt đỏ. Tại thị trấn Bàn ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc có một loại đặc sản nổi tiếng là thịt lợn hun khói. Điều thú vị là những miếng thịt lợn này bám đầy nấm mốc. Có thể là bạn sẽ phát ngất khi nhìn thấy chúng, nhưng mà sau khi chế biến, nó lại trở thành món ăn rất là ngon. Đó là những người đã từng được ăn nói thế, còn mình thì mình thấy cái giá quá đắt nên là mình cũng chưa dám thử lần nào. Sở dĩ món thịt lợn hun khói lại đắt tiền đến vậy là vì người dân ở đây treo thịt đùi lợn khoảng 3 năm. Thậm chí sau hàng trăm năm, thứ thịt này vẫn có thể ăn được. Vì thời gian làm lâu đến như vậy nên món ăn này rất hiếm ở các nước ngoài Trung Quốc và hầu hết là giới thượng lưu mới có cơ hội để thưởng thức thôi. Siokara. Siokara là một món ăn đã có từ thế kỷ 11, gắn liền với lịch sử đánh bắt hải sản lâu đời của người Nhật Bản. Đây cũng là một trong những loại mắm đầu tiên được tạo ra mà vẫn còn phổ biến cho đến tận ngày nay. Siokara có tên đầy đủ là Ikano Siokara, là một món ăn được làm từ những miếng hải sản nhỏ, thường là mực ống cắt nhỏ rồi ngâm trong nội tạng của chính nó. Người Nhật sẽ trộn thêm vào đó một số gia vị như là sashimi wasabi và một ít bột gạo. Cũng có thể gọi Siokara là món mắm mực Nhật Bản. Siokara là món ăn khó nuốt với nhiều thực khách. Các bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, mực sống lên men cùng chính với phần ruột của nó là món có mùi khó ngửi đến như thế nào. Thế nhưng bỏ qua sự kinh dị ấy thì Siokara lại được đánh giá là cực kỳ giàu dinh dưỡng. Sau hơn một tháng thì Siokara sẽ dần dần hòa quyện với các nguyên liệu được ướp cùng trước đó. Khi bỏ ra đĩa, món ăn này sẽ có màu nâu sền sệt, vừa nhớt vừa dính. Vậy là chúng ta vừa mới tìm hiểu một sự thật ngược đời, những món ăn nấm mốc và ôi thiêu nhưng lại đắt đỏ đến nỗi chỉ những người giàu mới có thể được nếm thôi. Sau khi xem xong video này thì các bạn có thấy hứng thú về món ăn nào không nhỉ? Hãy để lại câu trả lời bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Xem Gì Hôm Nay. Kể từ tuần này thì chúng mình sẽ bắt đầu mở chương trình Q&A. Các bạn hỏi, mình sẽ gì trả lời. Mình thì sẽ không sợ những câu hỏi hóc búa đâu. Vì thế, đừng có ngần ngại để lại những thắc mắc thú vị và độc đáo nhé. Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team Xem Gì của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.